Bẩm đại tướng, em đã về một cuộc trinh sát. Quần đâu? Sao cái lèo lèo vài móng thế này? Dạ, dạ xin thật lời. Em đòi đại tướng 20 thằng lính, đại tướng cho em có 5 thằng lính. Lại sẽ bị đánh được tung quần ra, đại tướng muốn lẻ, đại tướng nói nào. Ngươi cần lời giải thích. Mộc, em xin lỗi anh Hoàng. Ngươi dám gọi tên ta, ta đường đường là hoàng tướng quân. Ngươi chỉ là Kim Nát, ông nội ngươi là Kim Trong Un. Đã từng đấu Kim Bình Mai cùng Kim Kadasitan. Nay, chỉ có vài bạn tên giặc bọn con mà ngươi không dẹp loạn được hay sao? Thật là ta hổ thẹn. Mong tướng quân thứ lỗi. Bấy nhiêu năm nay, chúng ta luôn bị nước rửa chèn ép. Mưu mô của bọn chúng ngày một xảo quyệt. Có cả vẻ bệnh bạn các thể loại, nào là lưỡi bò, lưỡi chó, lên bản đồ thế giới. Nhưng căng thẳng đã lên đỉnh kể từ khi bọn chúng công khai đồng hành cùng Bắc Triều Tiên và làm phiền ngư dân nước mình. Đây là một sự thật mà chúng ta không thể nào chấp nhận được. Thế bây giờ, người có gì cần báo cáo không? Vâng, bẩm đại tướng. Qua đợt trinh sát vừa rồi, chúng ta biết được chúng sử dụng đội hình 442, 4 đội y tá, 4 đội cung cấp lương thực và 2 triệu tên lính tổng tấn công. Ôi trời ơi, chúng đông đến cái mức mà em chém một thằng, cái thằng bên cạnh được đẻ ra rồi, thì đi thằng tiền hao là chúng quân. Ngoài ra, qua đợt trinh sát vừa rồi, khi bị giặc rút rồi, em đã ra lệnh rất là kỹ càng. Tuy nhiên, cán bộ Hàn do quá hoảng loạn nên đã không tuân lệnh em và đã dẫn đến cái chết của cháu của đại tướng. Hàn! Hàn! Ta sẽ nhớ cái tên này. Thôi được rồi, tình hình đã thế này, ta đã có diệu kế. Tú bà ở Nguyên Mỹ Quán vừa báo tin rằng tướng giặc nước rửa thường hay lùn tới chỗ này. Hắn thậm chí đã đăng ký long tên mê mở xịt, có đầy đủ các dịch vụ tắm trắng, sauna, massage, mát gần. Quá là một tay trời. Nhân cơ hội này, chúng ta sẽ tìm một người vừa nhanh nhẹn, vừa dũng cảm, lại luôn hoàn thành được nhiệm vụ. Em biết một người ấy. Ai? Nói mau. Em. Phải rồi. Em cái đồ khỉ. Tình hình này cứ để ta tính sau vậy. Thế bây giờ ngươi còn gì cần mà báo không? Bẩm đại tướng, ngoài những thông tin vừa rồi ra thì chúng ta biết được rằng năm nay ban tổ chức đổi cách tính điểm, cho nên đội bóng của ta phải đi đá vòng loại. Nhưng mà phận ta làm tướng phải đích thân đi coi anh em đá đấm thế nào. Người nhớ mang theo bài khẩu cho chắc. Em hiểu. Dạo này đá đấm sao mà chán thế nhỉ? Đá Warwick mà cũng thua, mà Warwick mà đá phải thân với lại tướng ạ. Thật thì đáo quá. Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau lại dứt dân. Vâng, một lại thôi. Chỉ rằng khi nào tao đào đủ thôi.
em ăn thằng lột xanh gì chị nhỏ. Thôi, đã phải xả gái đâu, chưa cần phải nhập vai. Được, đi theo ta,